Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với Lực và Jenny. Hôm nay cả nhà mình sẽ đi tới một cái khu gọi là Stanford University, Đại học Stanford. Thì Đại học Stanford là một cái trường đại học danh tiếng của nước Mỹ và nó đứng hàng thứ nhất nhì của nước Mỹ luôn. Cho nên là những học sinh, sinh viên nào mà vào được Đại học Stanford là rất là giỏi và ra trường là bảo đảm có việc làm lương cao. Thì cái khuôn viên này rất là rộng lớn, mình có thể đi cả ngày vẫn chưa hết được. Và nếu mà các bạn lần đầu tiên tới nơi này thì có thể là sẽ đi lạc đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái Đại học Stanford này cho các bạn xem. Nào, hãy cùng du lịch cùng với Jenny và Lực nha. Đại học Stanford tọa lạc tại trung tâm của thung lũng Silicon, nằm giữa San Francisco và San Jose. Trường rộng khoảng 8.000 hectare, bao gồm đồi núi thấp và đất phẳng. Đây là một ngôi trường rộng lớn, đồ sộ và đẳng cấp về cơ sở vật chất lẫn chất lượng giáo dục về chuẩn quốc tế. Khuôn viên chính của trường Stanford này cực kỳ rộng rãi với những quán cà phê cao cấp, những bãi cỏ xanh trải rộng thân thiện với môi trường, cùng nhiều cây xanh vô cùng xinh đẹp. Trường nằm cách San Francisco 60 km về phía đông nam ở phần chưa được sáp nhập của quận Santa Clara. Bên cạnh là thị trấn Palo Alto, nằm ở trung tâm thung lũng Silicon, cả về vị trí địa lý và lịch sử. Viện Đại học Stanford được thành lập từ năm 1985 bởi gia đình của Leland Stanford, trùm tư bản về đường xe lửa và thống đốc California. Vợ của ông là bà Jane Stanford. Viện Đại học được đặt theo tên của người con duy nhất của hai vợ chồng, đó là Leland Stanford Jr. Anh qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ do một căn bệnh thương hàn. Những người dân địa phương và các thành viên của viện đại học thường gọi cái trường với một cái tên thân thiện, đó là The Farm, cái nông trại. Vì trường này nằm tại địa điểm đã từng là trại nuôi ngựa của gia đình của Leland Stanford. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1891, trường nhận giảng dạy lứa sinh viên đầu tiên như theo tính chất hợp tác giáo dục và một tổ chức phi đảng phái và chính thức đi vào hoạt động. Học phí được miễn cho đến năm 1920. Đại học Stanford là nơi mà hơn 30 tỷ phú, 17 phi hành gia và 18 người đã đoạt giải Turing, từng miệt mài trên giảng đường đại học này, đào tạo hàng loạt sinh viên đang giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo chính trị, chính phủ của Mỹ, các thành viên quốc hội. Đại học Stanford là một trong những trường đại học nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu thế giới. Từ thời điểm thành lập từ năm 1891 cho đến nay, trường đã rất nỗ lực trong việc tìm ra các giải pháp để đối mặt với những thách thức lớn và chuẩn bị cho các học sinh kỹ năng lãnh đạo trong các thế giới phát triển như hiện nay. Với diện tích là 8.180 mẫu Anh, là viện đại học tư thục thuộc khu vực thống kê Stanford, California của Hoa Kỳ, Stanford được biết đến với sức mạnh học tập luôn điều hướng và phát triển toàn bộ cùng với sự giàu có gần gũi với thung lũng Silicon, được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.
Stanford là viện đại học có diện tích lớn thứ hai trên thế giới. Viện đại học Stanford có chương trình đầy đủ cho sinh viên đại học cũng như sinh viên sau đại học, cùng với một trung tâm y khoa nổi tiếng và nhiều trung tâm nghiên cứu và dự án phục vụ. Các du học sinh Mỹ tại đây là niềm mơ ước của mọi học sinh sinh viên trên toàn thế giới. Đồng hành cùng với trường chính là các học viện mang tầm cỡ quốc tế như Viện Đại học Harvard, Viện Đại học Yale, Viện Đại học Princeton. Viện Đại học Stanford nằm trong nhóm những viện đại học tốt nhất của Hoa Kỳ. Hiện nay trường có khoảng 16.407 tổng số lượng sinh viên, trong đó có bao gồm 57% là sinh viên bậc thạc sĩ, còn lại là sinh viên bậc đại học. Bên cạnh đó, trường nhận đào tạo, trong đó có chiếm 3.557 sinh viên thuộc nhiều quốc gia khác nhau, trong đó bậc thạc sĩ chiếm khoảng 84% và bậc đại học chiếm khoảng 16%. Đại học Stanford của Mỹ là một trong những nền giáo dục được đánh giá tốt nhất thế giới. Nắm trong tay tấm bằng của Stanford Mỹ chính là tấm vé vô cùng đắt giá, giúp bạn có được một tương lai cực kỳ rộng mở và được đón chờ bởi những nhà tuyển dụng lớn nhất tại Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới.
vậy là mình vừa đi hết một phần của khuôn viên trong Đại học Stanford ở đây, và mình hy vọng là có thể chia sẻ cùng các bạn một số ý kiến về như thế nào về Đại học Stanford, và mình sẽ chia tay các bạn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu thích thì các bạn hãy vui lòng cho mình một like và một chia sẻ. Vui lòng nhấn vào cái chuông và nhấn đăng ký để đón nhận những video mới hay nhất của mình tiếp theo. Bye bye.